Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng Chạp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. 4 trường hợp F1 ở huyện Khói Châu liên quan đến xe khách đi tỉnh Điện Biên có kết quả xét nghiệm âm tính. Không khí sản xuất cuối năm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cảm nhận về sự đổi thay quê hương của những người con xa quê trở về ăn Tết. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng quà Tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Trong không khí mừng Đảng mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, chào mừng thành công Đại hội 13 của Đảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ gửi lời chào tốt đẹp nhất đến cán bộ đảng viên và nhân dân xã Đình Dù. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xã Đình Dù vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, nói chuyện biểu dương cán bộ đảng viên và nhân dân làm tốt công tác thủy lợi. Xã Đình Dù cũng là mảnh đất có truyền thống hiếu học, vì vậy, cùng với sự quan tâm của các cấp và các doanh nghiệp, xã Đình Dù cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nâng cao trình độ dạy và học để nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước. Đồng chí mong rằng trong xây dựng nông thôn mới, xã Đình Dù là một trong những xã về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đoàn kết huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ chúc các gia đình chính sách tiêu biểu bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, đón Tết cổ truyền tươi vui đầm ấm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đảm bảo cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong việc giáo dục con cháu người thân và vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã trao quà cho đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu của xã Đình Dù. Nhân dịp này, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên đã tặng trang thiết bị học tập cho trường tiểu học xã Đình Dù và xã Trường Trắc. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong tuần, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đến thăm tặng quà chúc Tết các đảng viên cao tuổi, gia đình có công và hộ nghèo tại huyện Khói Châu và thành phố Hưng Yên. Tại huyện Khói Châu, đồng chí Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà đảng viên Hoàng Lựu, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng ở thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu. Đảng viên Hoàng Văn Khánh, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng ở thôn Kim Thác, xã Đồng Tiến. Đảng viên Lê Trọng Trâm, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng ở thôn Đông Kết, xã Đông Kết. Ông Nguyễn Thế Thủ là thương binh ở thôn Đội Xoanh, xã Đông Ninh. Ông Lê Thế Bộ là thương binh thôn Hồng Quang, xã Tân Châu. Ông Lê Khắc Tâm là bệnh binh ở thôn Đông Kết, xã Đông Kết. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thế Cử bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thương binh bệnh binh, những đóng góp cống hiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi thương bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, động viên các thế hệ con cháu cùng với nhân dân địa phương tích cực lao động học tập, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Tại thành phố Hưng Yên, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đến thăm tặng quà cho ông Nguyễn Đức Dũng, thương binh hạng 4/4 ở phường Quang Trung, thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, thăm bà Mai Thị Thế, tròn 100 tuổi và bà Vũ Thị Huyền, hộ nghèo ở xã Liên Phương. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 5 tháng 2, huyện Khói Châu ghi nhận 4 trường hợp F1 liên quan đến xe khách liên tỉnh đi Điện Biên.
theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến chiều nay, 4 trường hợp này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Tối 5 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Khoái Châu nhận được thông tin xe khách chạy tuyến Hải Phòng-Điện Biên có trường hợp F0 lên xe ở tỉnh Hải Dương đã chở khách ở tỉnh Điện Biên và đang di chuyển trên địa bàn thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La về Hương Yên. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Khoái Châu đã yêu cầu nhà xe chạy thẳng về trung tâm cách ly tập trung của huyện ngay trong đêm. Sau khi tiếp nhận, huyện Khoái Châu đã khẩn trương tổ chức cách ly 4 nhân viên nhà xe, lấy mẫu xét nghiệm, triển khai truy vết và tiến hành phun khử khuẩn. Đến 12 giờ 30 phút trưa 6 tháng 2, các mẫu xét nghiệm của 4 trường hợp F1 này đều có kết quả âm tính. Chiều nay, hai trường hợp F1 ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào được kết thúc cách ly tập trung sau 21 ngày cách ly với sức khỏe bình thường và 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 16 tháng 1, có hai trường hợp F1 ở thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đưa tiễn trường hợp F0 là em gái ở tỉnh Hải Dương xuất cảnh sang Nhật Bản tại sân bay Nội Bài. Sau đó, hai trường hợp F1 này cùng 4 trường hợp F2 có nguy cơ cao là bố mẹ và hai con được đưa đến cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Đến chiều 6 tháng 2, sau khi xét nghiệm lần thứ 3 cho kết quả âm tính và sức khỏe bình thường, cả 6 trường hợp đều được kết thúc cách ly tập trung. Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào bàn giao 2 trường hợp F1 và 4 trường hợp F2 này về địa phương để giám sát quản lý và tiếp tục cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày. Đây là 2 trường hợp F1 được phát hiện đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay các địa phương ở huyện Văn Giang đã triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm bảo đảm an toàn, không để dịch lây lan. Ngay từ những ngày xuất hiện thông tin dịch COVID-19 trở lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương, một số địa phương có chợ đầu mối đông người qua lại như chợ xã Mễ Sở, thị trấn Văn Giang, chợ xã Xuân Quan yêu cầu ban quản lý chợ triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Theo đó, trước khi vào chợ phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Những tiểu thương trong chợ không những phải nghiêm túc thực hiện mà còn phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng nếu như họ không chấp hành. Tại xã Phụ Công còn lập chốt kiểm tra ngay tại đầu đường trục chính xuống khu cánh đồng hoa cây cảnh. Những người qua đây đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và được phát khẩu trang miễn phí. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, huyện Kim Động có kế hoạch gieo cấy 3.500 hectare lúa các loại. Hiện nay bà con nông dân đang tích cực xuống đồng làm đất, giữ nước ải và gieo cấy lúa xuân. Đến thời điểm hiện tại, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã huy động các trạm bơm vận hành bơm nước đổ ải cho trên 90% diện tích gieo cấy. Còn lại, một số diện tích chưa có nước ở xã Ngọc Thanh và Thọ Vinh đang được khẩn trương khắc phục. Bà con nông dân tập trung xuống đồng giữ nước, làm đất đảm bảo tiến độ để gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ của tỉnh từ ngày 3 tháng 2 đến trước ngày 5 tháng 3. Trong đó, xã Nhân La là vùng có truyền thống trồng cây vụ đông sớm nên đến hết ngày 4 tháng 2, bà con nông dân gieo cấy được trên 30% diện tích trên tổng số 174 ha lúa toàn xã. Đảm bảo các diện tích đều hoàn thành gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán. Thời điểm này, người trồng vải trên địa bàn huyện Phù Cừ đang tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc vải thời kỳ ra hoa. Toàn huyện Phù Cừ có 700 ha vải lai chín sớm tập trung ở hai xã Tam Đa Tiên Tiến và 130 ha vải trứng Hương Yên tập trung ở xã Phan Xảo Nam. Nhờ áp dụng kỹ thuật triệt lộc cho cây vải nên từ nửa tháng nay hầu hết các diện tích vải đã phát nụ. Bên cạnh đó, năm nay thời tiết hanh khô ít mưa thuận lợi cho cây vải sinh trưởng và phát triển nên tỷ lệ bật hoa vải khá cao. Hiện nay, người trồng vải đang tập trung phun kích hoa, trừ sâu gióm, bọ xít và bón thúc cho cây vải sinh trưởng. Với mục tiêu 100% hộ gia đình trong vùng cấp nước đều được sử dụng nước sạch, năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí đồng hồ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, trong năm 2021, công ty sẽ hỗ trợ lắp đặt miễn phí 38 đồng hồ với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã lắp được 10 đồng hồ trị giá mỗi chiếc 4 triệu 500 nghìn đồng tại các huyện Kim Động, Ân Thi và Mỹ Hào. Đến nay, tỷ lệ sử dụng nước sạch thuộc vùng cấp nước của công ty nước sạch Ngọc Tuấn đạt gần 70%.
trong đó tỷ lệ hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ chiếm khoảng 5%. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại một số doanh nghiệp vẫn đang rộn ràng với khí thế quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Những ngày này, tại các phân xưởng của công ty Mây Che Đan Phú Minh Hưng ở xã Nghi Hiệp, huyện Yên Mỹ, không khí lao động nhộn nhịp để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu đầu năm. Là một công ty chuyên xuất khẩu các mặt hàng đồ lưu trữ, trang trí nhà cửa bằng các vật liệu tự nhiên. Trong năm vừa qua, mặc dù thị trường ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công ty vẫn có những bước tăng trưởng vượt bậc. Xuất khẩu được trên 500 container đi các nước Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, tương đương doanh thu 8 triệu đô la Mỹ, tăng 70% so với năm 2019. Để đáp ứng kịp cái tiến độ giao hàng của những đơn hàng trước và sau Tết thì toàn thể công ty đều vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Hiện tại thì công ty đã tiếp nhận đơn hàng cho đến tháng 6 năm 2021. Thì về cơ bản trong nửa đầu năm 2021 công việc đã được đảm bảo và dự đoán là cái đà tăng trưởng sẽ tiếp tục. Lãnh đạo công ty đã lo cho chúng tôi được tiền lương thưởng Tết cũng hơn được năm ngoái. Công ty chúng tôi thì có những bạn hàng tin tưởng và có nhiều đơn hàng. Toàn bộ cán bộ công nhân viên chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt. Mặc dù cũng do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử LHD ở thôn Điểm Tây, xã Bình Phượng chuyên gia công các sản phẩm tai nghe vẫn duy trì được lao động, không khí sản xuất dịp cuối năm vẫn rất sôi động để sớm hoàn tất các đơn hàng. Chúng tôi thì dự kiến là khoảng 27 sẽ nghỉ, từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi còn phải giao khoảng 4 đơn nữa. Bên cạnh sản xuất đẩy tiến độ thì vẫn phải yêu cầu kiểm soát về dịch trong năm tới. Chúng tôi thì cũng mong muốn là tình hình dịch nó sẽ được yên ắng để sản xuất nó trở lại hoạt động như bình thường. Đây là thời điểm đánh dấu chuyển tiếp của năm cũ sang năm mới. Những người công nhân lao động ở các doanh nghiệp vẫn tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các kế hoạch mục tiêu đã đề ra, hứa hẹn một năm mới giành được nhiều thắng lợi. Mới đây đã có 3 tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra quyết định không giao bài tập cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau khi các công văn này được ban hành, nhiều phụ huynh và giáo viên trong tỉnh đã chia sẻ và đưa ra nhiều ý kiến. Mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngoài phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, hỗ trợ bà bán hàng, em Đào Mai Anh, lớp 8A, trường trung học cơ sở Phụ Ủng, huyện Ân Thi đều dành thời gian hoàn thành bài tập được giao. Mỗi môn một chút nên số lượng bài cũng không nhỏ. Mỗi ngày Mai Anh phải dành khoảng 1 giờ để làm bài. Theo em, việc học tập rất là quan trọng, nhưng trong thời gian nghỉ Tết thì chỉ được khá ngắn. Em mong các thầy cô giáo sẽ không giao bài tập về nhà để chúng em có thời gian đi du xuân, đi lễ hội và giúp đỡ việc ông bà bố mẹ. Không chỉ học sinh đồng tình mà nhiều phụ huynh, giáo viên khi được hỏi cũng bày tỏ quan điểm không nên giao bài tập trong dịp Tết. Bởi kỳ nghỉ Tết chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, không ảnh hưởng nhiều đến thái độ học tập của các em và việc học tập ngoài nhà trường cũng rất cần thiết. Việc học tập của các bạn ấy đã diễn ra trong cả 1 năm rồi. Thì cái ngày nghỉ Tết nó Nguyên đán nó chỉ diễn ra trong vòng có 7 ngày thôi. Đấy. Và trong cái 7 ngày ấy, các bạn ấy có thể tìm hiểu về những cái truyền thống văn hóa của dân tộc mình này, tìm hiểu về nguồn gốc của ngày Tết Nguyên đán này. Thế rồi các bạn ấy có thể được rèn thêm những kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng nói chuyện, chia sẻ với người thân của mình trong những dịp Tết Nguyên đán, rồi có thể giúp đỡ bố mẹ. Các bậc phụ huynh thì cũng rất là nhiều việc phải lo trong cái dịp Tết, mà vẫn phải kèm con trong học trong buổi tối thì tôi thấy là cái việc đấy nó cũng hơi áp lực cho con và cũng hơi áp lực cho bố mẹ một chút. Giao bài tập cũng là một trong những hoạt động kiểm tra đánh giá nhằm mục tiêu khuyến khích học trò học tập và thúc đẩy sự phát triển. Với những đổi mới trong cách kiểm tra đánh giá học sinh, có giao bài tập hay không không quan trọng. Quan trọng là thầy cô giao bài tập như thế nào, có phù hợp với từng đối tượng người học khác nhau hay không. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm người tiêu dùng sử dụng thực phẩm tăng cao, trong đó có các món giò chả. Để kịp thời phục vụ thị trường, những ngày này các cơ sở chế biến giò chả tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đang nhộn nhịp sản xuất để kịp đơn đặt hàng.
3 giờ sáng, cơ sở chế biến giò chả của gia đình ông Hoàng Công Sự, đội 2 xã Liên Phương đã nhộn nhịp cảnh chế biến và tấp nập khách đến mua hàng. Ngày thường, cơ sở chỉ có trên 10 lao động thì nay phải huy động trên 20 lao động. Sản lượng cũng tăng gấp từ 2 đến 3 lần, tương đương với sản xuất từ 2 đến 3 tấn giò chả một ngày. Do chất lượng sản phẩm ngon, nguyên liệu làm nguyên chất không pha trộn, nên giò chả của cơ sở hiện không chỉ nổi tiếng trên địa bàn thành phố Hưng Yên mà còn được nhiều khách hàng ở các tỉnh thành khác đặt mua. Tôi thấy giò của bác là về an toàn thực phẩm, về chất lượng là rất là yên tâm nên tôi đã lấy hàng của bác là bao nhiêu năm nay. Rất nhiều đơn hàng đã đặt tôi và Tết tôi phải đến rất sớm thì mới lấy được hàng của nhà bác ấy. Cái nguyên liệu đầu vào ấy là nó phải xuất xứ có nguồn gốc, mà chúng tôi lấy hàng là với cái nơi giết mổ cũng đủ tiêu chuẩn Việt Gáp của tỉnh nó cấp phép cho người ta, là chúng tôi từ đó chúng tôi mang về thì nó mới đảm bảo chất lượng chứ không mua hàng trôi nổi trên thị trường. Hiện nay xã Liên Phương có gần 10 hộ gia đình sản xuất giò chả. Tuy số lượng sản phẩm xuất bán vào dịp Tết Nguyên Đán là rất lớn, nhưng các hộ đều đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Và lấy ở đây là bán là rất chạy hàng, ngày trung bình bán là khoảng vài chục cân, ngày Tết là chúng tôi bán rất là nhiều. Dịch bệnh Covid-19 khiến các cơ sở sản xuất gặp không ít khó khăn do không thể cung ứng sản phẩm đi xa, bởi vậy lượng khách đặt hàng ở các thành phố lớn cũng giảm so với dịp Tết Nguyên Đán các năm trước. Những năm gần đây, xu hướng lựa chọn thực phẩm an toàn của người dân trong tỉnh ngày càng tăng cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán thì nhu cầu sử dụng các thực phẩm có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn của nhiều gia đình. Mặc dù các loại rau xanh hoa quả thịt tươi sống tại các cửa hàng thực phẩm sạch có giá đắt hơn tại các chợ truyền thống khoảng 20%, thậm chí có những mặt hàng giá cao gấp đôi, song chị Vũ Thị Thanh Thúy, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua. Bởi khi mua tại đây, chị Thúy cảm thấy yên tâm về thông tin chất lượng sản phẩm được công bố rõ ràng. Khi tôi vào đây thì tôi cảm thấy là thực phẩm trong đây là rất an toàn, tôi biết được rõ nguồn gốc, ngày sản xuất, nơi sản xuất, cụ thể. Nắm bắt nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán, cho nên nhiều cơ sở hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong tỉnh đã cung cấp ra thị trường những loại nông sản an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh các loại rau truyền thống hiện nay, công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên còn cung cấp ra thị trường các loại rau xanh, củ quả chất lượng cao, có giống và phân bón được nhập khẩu từ nước ngoài như cà chua bi, rau xà lách. Đặc biệt, chỉ cần thao tác quét mã QR code trên điện thoại thông minh có kết nối Internet là người mua nắm được toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm. Người tiêu dùng quét mã vạch thì nó sẽ link vào website và fanpage, sẽ ra được là cái rau đấy là được trồng một cái giống gì này, ngày trồng này, ai là người gieo trồng, ai là người chăm sóc, ngày nào phun thuốc sâu, ngày nào bón phân, ngày nào thu hoạch, tức là quét vào đấy nó sẽ ra hết, và không phải là ra bằng số liệu đâu và bằng con số đâu mà ra cả hình ảnh luôn. Dù là các loại thực phẩm bày bán ở các chợ hay trong các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch thì chỉ có người bán, người sản xuất mới hiểu được rõ nhất giá trị thực sự và nguồn gốc chính xác của hàng hóa. Vì vậy, bên cạnh là người tiêu dùng thông minh thì nhận thức của người dân về vấn đề an toàn thực phẩm được nâng cao chính là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm qua đi, nông thôn Hưng Yên lại có những đổi thay, để rồi những người nhiều năm xa quê nay trở về không khỏi ngạc nhiên trước một nông thôn với diện mạo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn, cuộc sống của người dân no đủ, sung túc hơn. Sau nhiều năm xa quê, anh Vũ Văn Cường vừa từ đất nước Nhật Bản trở về ngôi nhà ấm áp, thân thương ở xã Tiền Phong, huyện Ân Thi để cùng gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cảm nhận của anh là sự thay da đổi thịt ở nơi mình từng sinh ra, ngỡ tưởng như đó không phải là nơi từng gắn bó với tuổi thơ của mình. Sau 6 năm tôi về thì quê hương rất là đổi thay. Ngày trước tôi đi thì đường xá thì vẫn là đường gạch. Bây giờ là về là đường bê tông rộng và sạch đẹp. Thứ hai nữa là nhà dân bây giờ hầu như là toàn nhà cao tầng hết rồi. Đời sống của người dân thì được nâng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí mới cho các vùng quê ở Hưng Yên thay đổi và phát triển.
hòa cùng niềm vui chung của người dân trong tỉnh, những người con xa quê trở về cũng cảm thấy phấn khởi tự hào trước những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong những năm qua. Những người con xa quê từ 3 năm đến 5 năm đều thấy quê mình đổi khác rất nhiều, đổi mới từ cơ sở vật chất đến nếp nghĩ cũng như đời sống tinh thần. Tôi thấy tư duy của con người rất là thay đổi, nếp sống văn hóa ấy, thì văn minh hơn, tốt hơn. Ví dụ như là tiệc hiếu, tiệc hỉ thì cỗ bàn được rút gọn, ngắn gọn lại. Cái thứ hai là rượu bia thuốc lá là cũng không còn xuất hiện nhiều trong các cái tiệc hiếu tiệc hỉ nữa. Ý thức của người dân được cải thiện nâng cao. Sau nhiều năm xa quê hương về thì tôi thấy quê hương mình thay đổi rất là nhiều, có nhiều thứ đổi mới và đặc biệt là có một sự kiện mà tôi cảm thấy nó rất là tự hào là Hưng Yên mình đã được đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Cho dù đi đâu, trong tâm thức của những người con xa quê vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn dân tộc. Ngày Tết cổ truyền là dịp để họ trở về với quê cha đất tổ cùng ước nguyện và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.